Quý vị và các bạn thân mến, thời Trung Hoa cổ đại, ba nước Ngụy, Thục, Ngô mà ta quen gọi là Tam Quốc đã xưng hùng, xưng bá, tranh giành quyền lực nhằm thống nhất được Trung Hoa. Thời ấy, ngoài những chính khách lớn, những nhà cai trị tài ba như Tào Tháo, Tôn Quyền và Lưu Bị, thì các kẻ sĩ khác cũng giữ một vai trò hết sức quan trọng đối với vận mệnh của mỗi đất nước. Qua những bộ tiểu thuyết, giả sử như Tam Quốc Chí, Tam Quốc Diễn Nghĩa, hậu thế có thể thấy được diện mạo, tính cách của các kẻ sĩ vô cùng đa dạng và sinh động. Mỗi người, mỗi vẻ, một tài trí, một thân phận, một kết cục khác nhau và thuộc các tập đoàn phong kiến khác nhau. Song, tựu chung đều thể hiện một chân lý muôn thuở, đó là kẻ sĩ hay giới tri thức bao giờ cũng có một vị trí quan trọng trong mỗi quốc gia. Với suy nghĩ vậy, tác giả bài viết này xin đưa ra một số quan điểm trong vô vàn những kẻ sĩ thời đó. Trước hết là Vương Doãn. Quan Tư Đồ Hán, Vương Doãn tên tự là Tử Dư, người đất Kỳ, thuộc Thái Nguyên Tinh Châu. Năm 155, ông bắt đầu làm quan giữ chức nhỏ trong quận, sau đó được thăng làm thị ngự sử. Năm 184, cuộc khởi nghĩa khăn vàng bùng nổ, Vương Doãn được Hán Linh Đế phong làm thứ sử Dự Châu, cùng Hoàng Phủ Tung tham gia trấn áp khăn vàng. Không lâu sau, ông và Hoàng Phủ Tung dẹp được quân khăn vàng. Vương Doãn vào làm quan trong triều nhưng bị đố kỵ nên trong vòng 10 ngày từng bị bắt tới 2 lần. Nhờ có một đại thần là Trần Thiếp Lạc, em ruột Trần Thiếp Nguyên trong triều giúp đỡ, ông trốn thoát ra ngoài. Năm 189, Hán Linh Đế chết, Hán Thiếu Đế Lưu Biện lên thay, ngoại thích Hà Tiến, mẹ là Hà Vân Tuyệt và cha là Hà Ích, cầm quyền, mâu thuẫn với các hoạn quan. Vì muốn trừ hoạn quan, Hà Tiến mời Vương Doãn cùng triều chính để bàn mưu kế và nhân danh Thiếu Đế phong ông làm tư đồ. Tuy nhiên do Hà Tiến khinh suất nên bị hoạn quan giết chết. Giữa lúc nhà Hán suy yếu, Thái Thú Hà Đông là Đổng Trác nhân cơ hội nhận được lệnh vào kinh của Hà Tiến đã mang quân vào kinh thành Lạc Dương, khống chế triều đình, phế Thiếu Đế, lập Hán Hiến Đế. Trước sự chuyên quyền và tàn ác của Đổng Trác, biết bao quan lại, danh sĩ mũ cao áo dài, nhiều đời ăn lộc nhà Hán đều ngậm miệng, quỳ gối bó tay. Chỉ một mình Vương Doãn bất bình và âm mưu trừ khử. Ông từng bàn mưu cùng Tư Không Tuân Sảng và Bộc Xạ Sĩ Tôn Thụy giết Đổng Trác, nhưng mưu sự đều không thành. Sau đó Vương Doãn đã dùng mỹ nhân kế, mang gia nhân điêu thuyền mồi chài ly gián cha con, Đổng Trác và Lã Bố, thuyết phục được Lã Bố về phe mình. Loạn thần Đổng Trác đã bị dẹp trừ. Vương Doãn có tài, nhưng được xem là người có tính tình kỳ quặc, khiến nhiều quan lại không theo. Khi Đổng Trác chết, Vương Doãn đã có được cơ hội xoay loạn thành trị mới. Ông nên rộng lượng tha thứ cho các bộ tướng của họ Đổng để thiết lập lại trật tự cho nhà Hán đã xáo trộn sau khởi nghĩa khăn vàng. Nhưng Vương Doãn tuy không tự ý làm bậy, lại không xử trí thích hợp, kích động thù hằn giữa Lương Châu và Trường An, khiến bỏ mất cơ hội trung hưng quốc thống, mất cả cơ hội duy trì trật tự ở vùng Tam Phụ. Cuối cùng Vương Doãn lại bị chết trong tay giặc Thôi, Dĩ khi thành Trường An thất thủ. Trần Cung. Trần Cung là mưu sĩ cho Lã Bố, thời đầu Tam Quốc. Ông là người có tiếng. Những kẻ dĩ nổi danh trong nước đều đến kết giao. Khi loạn lạc nổi ra, Trần Cung lúc đầu theo Tào Tháo vào khoảng những năm 190. Tào Tháo làm thứ sử Duyện Châu, mang quân sang Từ Châu đánh Đào Khiêm vì cho rằng Đào Khiêm gây ra cái chết của cha mình là Tào Tung. Năm 194, thấy Tào Tháo tàn sát nhiều người vô tội ở Từ Châu với tâm địa, thà ta phụ người, quyết không để người phụ ta. Trần Cung thất vọng về Tào Tháo nên quyết định bỏ họ Tào mà đi phò Lã Bố. Tuy nhiên, Lã Bố hữu dũng vô mưu, cuối cùng lại thất bại dưới tay nhà Tào. Cả Lã Bố và Trần Cung đều bị Tào Tháo bắt. Tào Tháo trọng ơn cứu mạng ngày xưa nên có ý tha chết và khuyên ông quy hàng. Nhưng Trần Cung vẫn một mực từ chối, nguyện chọn cái chết trong sự nuối tiếc của Tào Tháo. Sự thảm bại của Trần Cung chính là bởi tính cố chấp của mình. Mặc dù được Tào chiêu hàng song vì sai lầm nhất thời bỏ Tào theo Lã Bố trước đây nên nửa khí khái, nửa cố chấp, Trần Cung sẵn sàng chịu chết chứ không quy hàng. Giả dụ Trần Cung phò Tào thì biết đâu, với tài trí của mình, ông có thể giúp nhà Ngụy sớm bình định Trung Nguyên cũng nên. Đến Nễ Hành. Người luôn miệng tự nhận mình là hiểu mọi lẽ ở đời, nhưng nào giúp được ai, chỉ là kẻ khoa trương đại ngôn, lý thuyết suông, lo giữ cái danh hão của mình, đến nỗi phí cả thân.
nên mới bị Tào Tháo mượn tay một kẻ thất phu là Hoàng Tổ chém đầu. Thật là một người ngu trung, đại điên rồ, không có thực lực, hư danh, uổng mạng một đời đèn sách. Chu Du và Bàng Thống. Cả hai con người này đều được xem là bậc kỳ tài thiên hạ thời ấy, một người được so ngang với Khổng Minh và một người từng đấu trí ngang ngửa với Khổng Minh. Song cả hai đều có chung tính hẹp hòi, đố kỵ. Để rồi sau đó Chu Du thì hộc máu, uất ức mà chết, còn Bàng Thống thì bị trúng tên, bỏ mạng nơi Gò Lạc Phượng bởi một kẻ vô danh dưới tầm. Thật đáng tiếc thay, tính hẹp hòi đã lấn át trí tuệ, cùng tài cao trí lớn nhưng cả hai đều đứt gánh giữa đường. Dương Tu. Dương Tu người Hoàng Nông, Hoa Âm, nay là Hoa Âm Thiểm Tây, xuất thân cao môn sĩ tộc. Tổ phụ Dương Tứ làm quan thái úy dưới thời Đông Hán. Đến đời cha là Dương Bưu, họ Dương giữ chức thái úy dưới triều Hán Hiến Đế, được Hậu Hán Thư gọi là Tứ Thế Thái Úy. Có thể nói là một sĩ tộc vô cùng hiển hách, không kém họ Viên của Viên Thiệu, Viên Thuật và họ Vương của Tư Đồ Vương Doãn. Cha ông Dương Bưu vốn là một trong số rất ít trung thần dám phản đối quyền thần lấn át Thiên Tử, trước là Đổng Trác, sau này là Tào Tháo. Vợ của Dương Bưu là Viên Phu Nhân, em gái Viên Thuật và Viên Thiệu. Khi Viên Thuật công khai xưng đế chống triều đình, Tào Tháo vốn không ưa Dương Bưu, bèn nhân đó lệnh bắt giam ông định giết. Nhưng nhờ có Khổng Dung can gián, về đức độ của ông, Tào Tháo bèn thả ông. Biết nhà Hán sắp mất không thể cứu vãn được, Dương Bưu bèn cáo bệnh xin về ở ẩn. Dương Tu vốn là người có tài, xuất thân cao môn sĩ tộc, lại có tiếng học rộng hiểu sâu. Ông từ vị hiếu liêm dần dần làm đến chức chủ bộ, làm thủ hạ dưới trướng Tào Tháo khi ấy đang là thừa tướng. Quyền cao chức trọng, hàng ngày Tào Tháo bận việc, hầu hết đến các việc trong ngoài phủ đều do Dương Tu nắm giữ. Có thể nói Dương Tu khi ấy là một trong những nhân vật ảnh hưởng nhất của triều đình. Ông có mối giao hảo tốt với Tào Thực, con trai thứ tư của Tào Tháo, và quyết định trở thành mưu sĩ theo phò cho Tào Thực trong cuộc chiến giành ngôi vị thế tử giữa Tào Thực và Tào Phi. Dương Tu là kẻ tùng sự của Tào Tháo, có thể được xem là người hay chữ nhất thời bấy giờ. Thế nhưng tinh anh lại không biến thành sự thâm trầm, cơ mưu mà phát tiết hết ra đầu lưỡi, cũng là uổng. Là kẻ dưới trướng mà lại luôn tỏ ra khôn hơn, biết tận ruột gan của chủ, thậm chí đôi lúc còn xem thường chủ, thì hỏi rằng liệu chủ nào dung cơ chứ. Vậy nên Tào Tháo mới mượn cái lõi kê cân, tức là gân gà mà giết đi. Đó cũng là lẽ thường tình. Chỉ tiếc nỗi Dương Tu chết sớm, thiên hạ và hậu thế thiệt thòi không được hưởng tinh hoa giữa chữ nghĩa của ông mà thôi. Từ Thứ. Nổi tiếng là bậc tài hoa lỗi lạc thời đó, ông là mưu sĩ của sứ quân Lưu Bị, sau trở thành đại thần của nhà Tào Ngụy. Thoạt đầu Từ Thứ đi theo phò tá Lưu Bị, đã hiến kế cho Lưu Bị đánh bại tướng của Tào Tháo là Tào Nhân, đánh úp chiếm Phàn Thành. Tào Tháo lập mưu bắt mẹ Từ Thứ. Dù Từ Mẫu không đồng ý cộng tác, nhưng Tào Tháo dùng mưu kế của Trình Dục, bắt chước nét chữ của bà để viết thư dụ Từ Thứ. Từ Thứ tưởng là thư của mẹ, nên đành từ biệt Lưu Bị ra đi. Mẹ Từ Thứ khi ấy thấy con trai đến thì rất tức giận, chửi mắng ông rồi tự vẫn. Từ Thứ đau lòng biết mình đã mắc mưu Tào. Tuy sự việc đã phơi bày, song Từ Thứ lại không thể quay lại giúp nhà Thục Hán, nhưng cũng nguyện suốt đời không hiến kế gì giúp Tào. Cứ dùng rằng hai chữ hiếu trung nên đành xếp tài. Cuối cùng ông ôm hận mà chết già trong thời buổi loạn ly. Phải chăng thế là ngu hiếu? Tài trí mà thiếu quyết đoán, khư khư ôm lấy cái nhỏ, hòng giữ tiếng mọi bề thì cũng thành kẻ vô dụng. Lục Tốn. Lục Tốn là một tướng lĩnh quân sự và chính trị gia của nhà Đông Ngô. Mặc dù là người hiến kế giúp Tôn Quyền đoạt Kinh Châu từ tay Quan Vũ, song ban đầu trong con mắt của danh sĩ, tướng tá Đông Ngô, ông chỉ là một bạch diện thư sinh, trói gà không nổi, chưa có tiếng tăm. Sau thắng lợi vang dội trong trận Di Lăng, đánh bại đại quân Thục Hán, tài năng quân sự của Lục Tốn mới được khẳng định, trở thành cái cột chống trời của Đông Ngô, khiến cho Tào Tháo và đám quan quân nhà Ngụy phải dè chừng. Tài cán và vai trò của Lục Tốn thật không nhỏ trong cái thế chân vạc Ngụy Thục Ngô, song trên đường truy kích Lưu Bị, ông đã bị lạc và bắt trận đồ của Gia Cát Lượng. Thế mới biết trí tuệ con người vô hạn mà cũng hữu hạn. Bây giờ xin nói đến Tư Mã Ý. Về tài cán, vị mưu sĩ họ Tư Mã này nào kém cạnh ai? Song lúc Tào Tháo còn sống, với dàn mưu sĩ tài ba như Quách Gia, Tuân Úc, Tuân Du, Giả Hủ, Trình Dục, thì mưu kế của Ý không mấy dùng. Ý lép vế,
hay là sự khôn ngoan ẩn mình chờ thời. Có lẽ cả hai, đến tài trí cơ mưu như Tào Tháo cũng không thể ngờ được đám con cháu mình sau này lại tàn lụi dưới tay họ Tư Mã. Quả là đến cuối đời mình, lúc tuổi đã cao, còn thời cuộc suy vi, khi mà Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông, sóng vùi dập hết anh hùng, Tư Mã Ý mới nổi lên thành một nhà thao lược tài ba, đến Khổng Minh cũng phải nể phục, dùng kế ly gián để ngụy đuổi Ý về vườn. Xong, thời thế tài trí và cả sự may mắn đã giúp cha con Ý và dòng họ Tư Mã lần lượt dẹp cả ba nhà Ngụy, Thục, Ngô, thống nhất thiên hạ, lập ra nhà Tấn. Nhân vật có tầm ảnh hưởng vô cùng lớn tới thế chân vạc Tam Quốc không thể không nhắc tới chính là Gia Cát Lượng Khổng Minh. Ông nổi tiếng là người chẳng có tham vọng gì đối với lối sống ẩn dật và thú tiêu dao. Song việc Khổng Minh cầu hôn con gái Hoàng Thừa Ngạn, người đàn bà tuy có ngoại hình xấu song giỏi thiên văn, tường địa lý, tinh thông thao lược, thì đủ thấy trí lực và tham vọng của ông. Trong khi Tào Tháo, Tôn Quyền đều có thực lực hùng mạnh, vì sao một Lưu Bị xuất thân áo vải lại trở thành một lựa chọn duy nhất của nhà quân sự tài ba Gia Cát Lượng? Ngoài luồng quan điểm cho rằng việc Lưu Bị trở thành lựa chọn cuối cùng của Gia Cát Lượng hoàn toàn không đơn thuần chỉ là vấn đề không gian, phát huy hết tài năng, Gia Cát Lượng chọn Lưu Bị bởi vô cùng cảm kích trước ân tri ngộ của Lưu Bị ba lần đến Liêu Cỏ. Với sự phò tá của Gia Cát Lượng, Lưu Bị đã gây dựng nên nhà Thục Hán, hình thành thế chân vạc Tam Quốc. Điều đó há chẳng phải là tài và công của ông lớn lắm sao? Gia Cát Khổng Minh đã từng dự đoán trước cục diện thiên hạ chia ba khi còn ở ẩn. Vậy sao sau này ông vẫn lục soát Kỳ Sơn, cố sức đánh Ngụy để thống nhất thiên hạ? Mâu thuẫn thời đại, mâu thuẫn trong con người ông hay tham vọng lấn át trí tuệ? Đến cuối đời, Gia Cát Lượng đã phải thất vọng thốt lên: mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, số trời đã định không thể cưỡng lại, thể hiện sự bất lực trước tham vọng của ông. Bậc kỳ nhân như nhân vật Gia Cát Lượng có tài trí chắc tuyệt, mưu kế của người khác không thể thoát khỏi dự tính của ông, nhưng Gia Cát Lượng tài ba đến mấy thì cũng không thể tính trước được những gì mà số trời đã sắp đặt, không thể cưỡng lại ý trời. Chí lớn khôi phục nhà Hán thất của Gia Cát Lượng không thành không phải vì ông không đủ tài trí, mà bởi một loạt những điều rủi ro ngẫu nhiên mà ông không thể dự tính được, ấy là do số trời đã định mà thôi. Ông từng quyết tâm đem tài năng của mình cưỡng lại ý trời, cơ mà sức người không thể chống lại. Kẻ sĩ thời Tam Quốc có đến ngàn vạn, nói bao nhiêu cho xuể, nhân gian xưa nay cũng tốn bao giấy mực để bình, dăm câu ba điều, theo thiên kiến mình gọi là chút chuyện phiếm lúc trà dư tiểu hậu mà thôi. Trong Tam Quốc diễn nghĩa, Lạc Quán Trung đã giới thiệu cho độc giả không ít những nhân tài kiệt xuất. Có những kẻ thành công, cũng có những kẻ đã đoản mệnh và chết yểu. Số phận của mỗi người khác nhau, nhưng hầu hết tất cả những nhân tài này đều phải luôn hy sinh vì đại cục, vì nhân nghĩa. Thưa quý vị, nhìn lại lịch sử của Tam Quốc, thực tế có một vài chư hầu hoàn toàn nắm trong tay khả năng thống nhất thiên hạ. Chỉ tiếc rằng có nhiều việc ngoài ý muốn đã xảy ra khiến cho họ không thể nào tận dụng được cơ hội của mình. Nói đúng hơn là nếu một số nhân vật cốt cán thời bấy giờ không qua đời quá sớm, thời kỳ Tam Quốc chắc chắn sẽ không thể kéo dài tới gần một thế kỷ. Chu Du. Chu Du đương thời gọi là Chu Lang, mang ý nghĩa là người đàn ông có tướng mạo khôi ngô tuấn tú, là danh tướng và khai quốc công thần của nước Đông Ngô thời Tam Quốc. Chu Du từ lúc mới 20 tuổi đã cùng Tôn Sách đi chinh chiến khắp Giang Đông, giúp Sách đặt nền móng cho Đông Ngô sau này. Sau khi Tôn Sách chết, ông tiếp tục thống lĩnh quân đội của Tôn Quyền. Các trận đánh lớn nhỏ do ông chỉ huy hầu hết đều đạt được thắng lợi. Đỉnh cao là chiến thắng ở Xích Bích trước đại quân của Tào Tháo. Trận Xích Bích là trận chiến lớn nhất thời đó, là một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử giúp phân định cục diện Tam Quốc, làm nên tên tuổi của ông đi mãi vào lịch sử Trung Quốc. Trong trận Xích Bích, Chu Du cùng với Gia Cát Khổng Minh nhà Thục Hán hợp mưu tiêu diệt đại quân Tào Tháo bằng kế hỏa công. Chu Du sử dụng kế nghi binh, lệnh Hoàng Cái gửi thư cho Tào giả vờ đầu hàng. Đợi quân sĩ Tào chủ quan, thuận gió mạnh, châm lửa thiêu cháy các thuyền chiến của Tào. Do thuyền của Tào nối liền đầu đuôi theo kế liên hoàn thuyền, nên khi đốt cháy bị thiêu rụi rất nhanh, dẫn đến thất bại. Chiến thắng Xích Bích đã đưa tên tuổi của Chu Du lên bậc danh tướng lưu truyền mãi về sau. Tuy nhiên, chỉ sau trận Xích Bích 2 năm, ông đã lâm bệnh nặng và qua đời. Lạc Quán Trung miêu tả cái chết của ông là do ghen tị tài năng của Gia Cát Lượng, uất ức mà chết. Trước khi nhắm mắt, ông còn thốt lên một câu: trời sinh Du, sao còn sinh Lượng?
Năm đó là năm 210, ông qua đời để lại nỗi thương nhớ và tiếc nuối của Tôn Quyền, hưởng thọ 35 tuổi. Quách Gia. Quách Gia thường được xem là một trong những mưu sĩ xuất sắc nhất thời Tam Quốc và cả xuyên suốt lịch sử Trung Quốc, không hề thua kém người đương thời là Gia Cát Lượng. Nếu không mất sớm thì có thể cùng Tào Tháo thống nhất thiên hạ. Tam Quốc Chí của sử gia Trần Thọ chép: Quách Gia thời trẻ chí hướng cao xa, thời Hán Mạt thiên hạ sắp loạn, ra từ lúc 20 tuổi, trốn giấu hình tích, bí mật kết giao với người tuấn kiệt, không tiếp xúc với tục nhân, nên người thời ấy đa phần chẳng ai biết, chỉ có bậc thức giả mới biết tài của Gia. Năm 21 tuổi, Gia được triệu vào phủ tư đồ. Dù vậy không thể khẳng định một sự thật rằng Quách Gia chưa phải là một mưu sĩ toàn năng. Về phương diện chính sự, năng lực của ông cũng không hẳn là cao minh, nhưng xét về mưu lược, cả Tam Quốc lúc bấy giờ không mấy người có thể bì kịp vị mưu sĩ họ Quách này. Đặc biệt là trong trận Quan Độ, thập thắng thập bại luận mà Quách Gia đưa ra có thể coi là vô cùng chuẩn xác, cuối cùng đích thực đã đem lại thắng lợi cho Tào Tháo. Chỉ tiếc rằng ông buông tay trần thế khi mới 38 tuổi. Sự ra đi của Quách Gia đã khiến Tào Tháo thua cuộc trong trận Xích Bích mà phải đau đớn than rằng: nếu Quách Gia còn sống, ta đâu đến nỗi này. Qua đó có thể thấy, địa vị của Quách Gia trong lòng Tào Tháo còn quan trọng hơn tất cả số mưu sĩ mà vị quân chủ này có trong tay. Cúc Nghĩa. Cúc Nghĩa là đại tướng dưới trướng Viên Thiệu, kẻ từng tranh đoạt quyền kiểm soát Trung Nguyên cùng Tào Tháo. Nếu nói Nhan Lượng, Văn Xú là hai nhân vật tượng trưng cho võ lực, thì Cúc Nghĩa chính là nhân vật đại diện cho cụm từ hữu dũng hữu mưu. Có thể nói trong chiến thắng đánh bại Bạch Mã Công Tôn Toản thì công lao của Cúc Nghĩa phải chiếm đến 9 trên 10 phần. Nếu không có Cúc Nghĩa, Bạch Mã Nghĩa Tòng của Công Tôn Toản sớm đã diệt trừ Viên Thiệu. Vị quân chủ họ Viên ấy chắc chắn sẽ chẳng còn cơ may thống nhất phương Bắc. Đáng tiếc, Cúc Nghĩa sau khi lập được đại công, có phần kiêu căng khiến Viên Thiệu không vừa mắt, đành cắn răng chặt đứt cánh tay phải đắc lực của mình. Nếu Cúc Nghĩa còn sống, Tào Tháo sau này ắt sẽ có nhiều phen phải đau đầu khi đối phó với thế lực của Viên Thiệu. Tôn Sách. Tôn Sách người Phú Dương, gốc Chiết Giang, ông là con trai trưởng của Tôn Kiên, anh trai Tôn Quyền. Sau khi Tôn Kiên bị giết chết trong một trận đánh với Kinh Châu Thứ Sử Lưu Biểu lúc đó, Tôn Sách mới 16 tuổi. Cha mất, đất đai bị chiếm, Tôn Sách cùng em là Tôn Quyền, lúc đó mới 10 tuổi và các bộ tướng cũ của cha đầu hàng Viên Thuật. Người đã sai Lưu Biểu giết cha mình để tiến về vùng Giang Nam nhằm xây dựng cơ sở quyền lực của mình tại đây. Với sự giúp đỡ của Trương Chiêu và Chu Du, Tôn Sách đã có thể thiết lập nền tảng cho sự ra đời sau này của nhà nước Đông Ngô, mà tại đó em trai của ông là Tôn Quyền cuối cùng đã xưng hoàng đế. Sau khi Tôn Quyền lên ngôi đã truy phong cho anh trai mình làm Trường Sa Hoàn Vương. Tôn Sách được đánh giá là thiếu niên hào kiệt, mệnh danh là Giang Đông Tiểu Bá Vương, có tài năng không thua kém gì so với Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ. Chỉ với 1.000 người ngựa ban đầu, ông đã xây dựng nên một giải Giang Nam hùng mạnh. Năm 200, khi Tào Tháo đang có trận đánh quyết định với Viên Thiệu tại trận Quan Độ, thì Tôn Sách dường như đã có kế hoạch tấn công Kinh Đô và căn cứ quân sự của Tào Tháo tại Hứa Xương. Công việc chuẩn bị cho cuộc tấn công đang tiến hành thì Tôn Sách bị ba bộ hạ cũ của Hứa Cống phục kích trong khi đi săn bắn một mình. Vị anh hùng nước tiếng ấy cứ như vậy mà buông tay trần thế khi mới ở tuổi 25. Nếu Tôn Sách không bị ám sát mà qua đời sớm, lại thêm tứ đại đô đốc dưới trướng Tôn Ngô, rất có thể thế lực này hoàn toàn có thể thống nhất Nam Bắc. Tào Thực. Tào Thực tự là Tử Kiến, còn được gọi là Đông A Vương, là một trong số 25 người con trai của Tào Tháo. Không giỏi võ bằng Tào Phi, Tào Trương, trí tuệ thì không bằng Tào Xung. Ông nổi tiếng với khả năng thi ca kiệt xuất của mình và được Tào Tháo đặc biệt yêu quý. Ông không được nhắc đến nhiều trong Tam Quốc Chí nhưng lại được ca ngợi trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Ông được biết đến nhiều qua những giai thoại về mâu thuẫn với Tào Phi. Khi Ngụy Vương Tào Tháo qua đời khi 66 tuổi, Thế tử Tào Phi kế vị làm Ngụy Vương và giữ tiếp chức thừa tướng tiếp quản mọi quyền hành của Tào Tháo. Sau khi Tào Phi nối ngôi Ngụy Vương, có người cáo giác Lâm Trung Hầu Tào Thực thường xuyên uống rượu mắng người, lại giam cả sứ giả do Tào Phi cử tới. Tào Phi lập tức cử người tới Lâm Trung bắt Tào Thực đem về Nghiệp Thành hỏi tội. Vương Thái Hậu Biện Thị nghe tin, cuống quýt sợ hãi đến xin hộ Tào Thực, mong Tào Phi nghĩ tình anh em cùng mẹ mà khoan thứ. Nể tình mẫu thân, Tào Phi lệnh cho Tào Thực nội trong 7 bước phải làm được một bài thơ với điều luật khắt khe, không được nhắc đến hai chữ huynh đệ và chuyện hôm đó.
Tào Thực ung dung xuất khẩu thành thơ và hoàn thành đúng quy định của Tào Phi. Ý thơ khiến Tào Phi cũng phải trào lệ, ân hận làm ba mẹ con ôm nhau khóc. Dù vậy, Tào Phi vẫn triệt bỏ tước lâm truy hầu của Tào Thực và giáng xuống một tước thấp hơn, bắt đi nhận chức ở xa kinh thành. Trong khoảng thời gian hơn 10 năm dài, ông bị thuyên chuyển 6 lần. Và cuộc sống chẳng khác gì người tù bị giam lỏng. Dần dần Tào Thực sinh nhàm chán, u uất dẫn đến bệnh tật dù tuổi đời còn khá trẻ. Tào Xung. Tào Xung tự là Thương Thư, là người con trai của thừa tướng Tào Tháo thời nhà Hán. Ông là con của Tào Tháo với người vợ thứ tư là Hoàn Phu Nhân. Tào Xung chết khi còn rất trẻ. Ông là một trong những người con được Tào Tháo yêu quý. Ông được cho là có tính thông minh và được công nhận là người đặc biệt tài năng, thông minh khi còn rất nhỏ. Nổi tiếng với trí tuệ siêu phàm, thông minh vượt bậc hơn cả các huynh đệ cùng thời, Tào Xung tuy tuổi đời còn nhỏ nhưng vẫn có được những điển tích lưu truyền cho hậu thế sau này. Trong đó không thể không nhắc đến giai thoại Tào Xung cân voi. Tào Tháo đương thời lập nên nước Ngụy lớn mạnh và hưng thịnh, do đó để lấy lòng Tào Tháo, Tôn Quyền nước Ngô đã chủ ý tặng một con voi cho Ngụy quốc và cho người mang đến Hứa Xương. Tào Tháo quá phấn khích vì lần đầu tiên được chiêm ngưỡng một con voi ngoài đời thật nên đã lệnh cho các quan văn võ, ai cân được nó sẽ được trọng thưởng. Các bá quan nhìn nhau ngao ngán lắc đầu vì thời ấy làm gì có cái cân nào đủ to để cân một con voi. Đột nhiên Tào Xung lúc đó mới 6 tuổi đã đề nghị được thử tài. Tào Xung cho người mang một chiếc thuyền lớn neo đậu ở bờ sông, đoạn ông lệnh cho binh lính dẫn con voi xuống đó. Sau khi thuyền đã thăng bằng, ông xuống thuyền và đánh dấu mực nước lên thân thuyền. Kế tiếp, ông lệnh cho lính khuân những tảng đá có kích cỡ vừa phải lên thuyền, sao cho độ lún ngang bằng với dấu ông đã vạch. Sau đó ông lệnh cho lính cân lần lượt những tảng đá đó và cộng lại là ra khối lượng của voi. Mọi người theo dõi đều trầm trồ thán phục vì tài trí hơn người của ông, nhất là Tào Tháo. Ông đã khoái chí và hãnh diện vô cùng vì người con thông minh kiệt xuất hơn người của mình. Theo Tam Quốc Chí, Ngụy Chí, Bình Nguyên Chí ghi chép, năm Kiến An thứ 13, Tào Xung chết bệnh, Tào Tháo đau khổ vô cùng, nhất là về việc chưa cưới vợ cho con khi còn sống. Con gái Tư Không Bình Nguyên cũng mới chết yểu cách đó không lâu, Tào Tháo bèn đề nghị hai nhà làm thông gia, cho hai trẻ hợp táng, kết nghĩa vợ chồng dưới âm phủ. Bình Nguyên không đồng ý. Một thời gian sau nghe nói nhà họ Châu cũng có con gái chết yểu, Tào Tháo đến xin, hai bên chọn ngày lành tháng tốt tổ chức đám cưới như thật, sau đó là đám tang hợp táng. Mặc dù tương đối ngắn, nhưng thời kỳ lịch sử đầy hỗn loạn và chinh chiến này đã được tiểu thuyết hóa trong văn học và rất nổi tiếng ở Trung Quốc và Nhật Bản, Triều Tiên cũng như các nước Đông Nam Á khác. Nó được chuyển thể thành các vở kịch, các tiểu thuyết, các câu chuyện dân gian, chuyện giã sử cũng như trong phim ảnh, phim truyền hình nhiều tập và các trò chơi điện tử. Nổi bật nhất trong số đó là tác phẩm Tam Quốc Diễn Nghĩa của tác giả La Quán Trung, một tác phẩm hư cấu dựa phần lớn theo lịch sử. Ghi chép lịch sử chính thức của thời kỳ này là Tam Quốc Chí của Trần Thọ với sự hiệu đính của Bùi Tùng Chi sau này. Quý vị và các bạn thân mến, Tam Quốc chính là một thời kỳ loạn lạc và vô cùng khốc liệt tới nỗi chiến loạn đã trở thành chuyện cơm bữa. Nếu thế cục này có thể được thống nhất sớm hơn thì có lẽ loạn ngũ hổ chẳng có cơ hội xuất hiện, người Hán cũng không lâm vào cảnh suýt bị tuyệt diệt.